Mới phơi. Xin chào các bạn. Mình đang có mặt tại Đồng Tháp các bạn ơi. Tân Châu hả? Tân Châu hả? Đó, đằng sau mình là các bạn thấy rồi không? Nghe Đồng Tháp mà thấy cô ở đây đường vậy là các bạn biết là cô gì rồi đó. À, giờ mình sẽ mua mấy ký các bạn, mua mấy ký về quà. Ở đây Tâm Nông. À, ở đây là Tâm Nông rồi. Cô này là giờ bán nhiêu ký vậy chị? Cô này là 150. 150 ký hả? Cái này là bỏ bằng hàng, ta cũng dán 150 luôn nha. Cái này là mình phơi được mấy nắng rồi chị? Cái này là 3 nắng mấy à? 3 nắng hơn rồi hả? À, 3 nắng hơn. À. Ăn hàng một nắng chỉ có 120 à? Hả? Ăn hàng một nắng có 120 à? À. Con đỡ không? Con đỡ không? À, phơi càng nhiều nắng là càng đấy hả? Càng mắc hơn hả? Là tại vì nó nhẹ đúng không? Nó nhẹ. Nó nhẹ đây, mất cao. Đứng lại đây, đứng lại. Để chú phỏng vấn đây. Qua đây. Một bọc 1 ký, một bọc 1 ký. Thôi làm 4 bọc 4 ký đi. Để tôi đem về Hà Nội tôi ăn 1 ký. Ký cho đồng chí Trường, ký cho đồng chí kia. Hay. Tối nay bốn em ăn 1 ký. Rồi cho dở cái cạc luôn, cái nhớ cho bạn bảo ăn. Còn cái mình có đi ra cái ghé. Cái này là cá lóc nuôi mà đúng không? Cá lóc nuôi không ạ? Dạ. Ngon không? Cá lóc này là cá lóc nuôi nha các bạn. Mình mua 1 ký về, mua 1 ký về để nịnh vợ các bạn ạ. Bữa giờ mình đi lan bạch khắp nơi, khắp các tỉnh miền Tây rồi. Đi nhiều quá vợ nó chửi rồi. Mua về nịnh. Đây. Rất là ngon nha. Đó. Hay là mình làm đại lý phân phối khô cá lóc ta. Mình mà làm đại lý ở bên chỗ cái mấy tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, không biết là có ai ủng hộ mình không ta? Hả? Anh Nghĩa làm đại lý được không ta? Được, được. Được ha. Rồi thông qua cái kênh rễ dừa này chắc là mình bán khô luôn đó cả nhà. Có gì các bạn ủng hộ cho mình nha. Bán khô luôn. Đâu bé giới thiệu cho chú khô gì coi. Cái sạch bỏi. Cái gì? Cái sạch bỏi đồng. À, sạch bỏi đồng rồi. Cái này là cá ở phải ớt. Vũ nữ. Vũ nữ, má cá lóc. Cái gì? Bỏi. Cái đó là cái gì? Má con cá lóc á, hai đầu má nữa. Má cá lóc. Cái này là cá chạch, nhưng mà đó cá chạch nữa. À, cái này cá chạch. Cá chốt. Cái gì? Cái này cá chốt hả? Cá chốt là hình dĩa. Cá chốt, cá chạch. Chạch. Cá lăng. Má cá lóc. Vũ nữ chân dài. Này là cá chốt con. Cá chốt bé nhỏ xíu mà nó biết hết trơn. Bé nhỏ xíu mà nó biết hết trơn là cá. Cá phèn. Cá heo ha. Này cá heo này là cá. Cái gì ta? Quên tên không? Quay nó không ta? Bé dễ thương quá. Cá này cá giống lương. Cá lương hả? Lương. Cái này là giới thiệu đi. Cá lô kiến. Cá lô kiến luôn, cá lô kiến làm khô luôn hả? Dạ, trời ơi. Trời ơi. Bé giỏi quá. Con tên gì? Thúy An. Thúy An ha. Đó, các bạn nghe Thúy An giới thiệu các loại khô chưa? Kết thúc video ở đây nha các bạn. Có gì mình làm đại lý mà phân phối khô này các bạn ủng hộ mình nha.